Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà Viwa Suco cho biết đang phải lấy nước qua trạm bơm khẩn cấp đặt giữa lòng sông trong điều kiện mực nước sông Đà xuống thấp. Nguyên nhân là do tình hình khô hạn, lưu lượng nước về hồ rất thấp, chỉ đạt khoảng 200 mét khối trên giây. Đơn vị Viwa -Suko đang cấp khoảng 300.000 mét khối nước một ngày đêm, phục vụ người dân mời quận huyện phía tây nam thủ đô. Từ năm 2020, khi mực nước xuống thấp, đơn vị này đã phải xây dựng trạm dã chiến bơm nước từ sông vào kênh để phục vụ sản xuất. Trước dự báo của cơ quan khí tượng về khả năng khô hạn, doanh nghiệp tiếp tục phải huy động máy xúc nạo vét, khơi thông dòng chảy vào khu vực đặt trạm bơm khẩn cấp, nhất là những ngày qua. Do phát điện liên tục nên lượng nước tại hồ chỉ còn 102 m mực nước này thấp hơn so với mực nước dâng thông thường 15 m và chỉ còn cách mực nước chết 22 m Lòng sông chỉ còn khoảng 1 phần 3 so với cùng kỳ nhiều năm trước. Dù những ngày qua có mưa nhưng chưa thể cải thiện tình hình.